Chào mừng tất cả các bạn đã đến với video đầu tiên của kênh YouTube Thiện Khiêm. Ngoài YouTube ra thì các bạn có thể theo dõi mình qua kênh sau đây. Gần đây thì mình có nhận được khá là nhiều câu hỏi về việc là mình đã hút nhẹ eo như thế nào và là sao để được cao. Nên đó chính là lý do mình cho ra về cái video ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu chia sẻ thì mình nói một chút là thì mỗi người có một số đặc điểm mà vậy khác nhau nên là những phương pháp hiệu quả với người này sẽ rất là hiệu quả với người kia. Nên bản thân mình là học sinh chuyên Anh và cũng có thời gian ở trong nhiều quốc gia nên là mình cũng có khá khá kiến thức rồi. Tính ra thì lúc mình bắt đầu ôn thi lúc thi cũng chỉ hơn một tháng thôi, và ngay bây giờ thì mình sẽ chia sẻ quá trình ôn thi của mình cũng như là đưa ra một số tips mà mình nghĩ là sẽ giúp ích cho các bạn. Chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên là về phần học từ, mình chọn cuốn Vocabulary Files. Đây là một cuốn mà có rất là nhiều từ hiếm gặp và khó sử dụng, nên mình nghĩ nếu như kêu các bạn là từ 8.0 trở lên thì bạn cần đến thôi. Trong vòng một tuần thì mình làm hết quyển này và được ra tất cả những từ có thể sử dụng trong bài khi speaking và writing liên quan đến những chủ đề thông dụng như là education, environment. Cuốn này thì cũng có cả những chủ đề rất là cao siêu như là business hay là politics mà mình cảm thấy là nó không thông dụng và khó có thể xuất hiện trong bài thi nên là mình quyết định không học. Cuốn này phải nói là cực kỳ mind blowing luôn, vì hầu hết tất cả những từ trong đó mình đều chưa gặp bao giờ. Học từ này thì phải nói là tra từ điển phê luôn. Nhân tiện nhắc đến từ điển thì mình không sử dụng từ điển online trên điện thoại mà mình sử dụng cuốn Oxford Advanced Learner's Dictionary. Theo mình thì tuy tra cứu có hơi mất thời gian nhưng mà đây là một cách rất là hữu hiệu để mình mở rộng một từ đấy. Vì thường là khi mình tra từ A ở đấy thì mình sẽ trong lúc rời đến cái từ A đấy thì mình sẽ tình cờ lướt qua từ B, từ C và học luôn. Nhưng mà cũng phải nói thêm là cuốn cách học này cực kỳ dễ sao nhãng, vì nhiều khi mình lo tra từ, lo đọc từ B, từ C ấy đấy xong mình quên mất là từ mình định tra từ gì luôn. Nên là mình không khuyến khích các bạn đâu nha, nếu mà thấy áp dụng được thì các bạn dùng thôi. Tùy thuộc vào mức điểm mong muốn mà các bạn có thể chọn giáo trình học từ vựng phù hợp với khả năng của mình. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu một số bộ sách mà mình cảm thấy hay và phù hợp với tất cả mọi người. Đầu tiên là bộ sách Keyword for IELTS của Colin Scofield. Bộ sách này được chia làm 3 cuốn: sơ cấp, trung cấp, cao cấp, và mỗi cuốn thì đều có rất là nhiều từ chia thành nhiều chủ đề thông dụng nên cực kỳ tiện lợi cho việc ôn tập luôn, và đảm bảo là bạn có thể đi từ thấp đến cao mà không bị choáng ngay lập. Một giáo trình khác cũng cực kỳ nổi tiếng đó chính là Cambridge Vocabulary for IELTS. Cuốn này thì cũng gồm 25 chủ đề từ vựng khác nhau nhưng có một ưu điểm cực lớn, đó là nó cảnh báo người dùng những lỗi thường gặp khi sử dụng từ, và sau mỗi chủ đề thì đều có bài kiểm tra để nghe đọc để ôn lại. Hai, về phần listening thì mình vượt qua trang web ieltsonlinetest.com. Trang này có kho để bài thi mẫu rất là phong phú và tiện lợi cho việc ôn tập. Các bài thi trên trang này thì đều lấy lại từ các bài thi thật, và một ưu điểm cực lớn là bạn có thể làm thẳng ở trên máy tính không cần in ra, và sau khi làm xong thì chỉ cần bấm nộp bài, máy tính sẽ hiện ra là bạn đúng sai ở câu nào và có cả transcript cho bạn đọc lại tất cả những câu mà mình chưa nghe được luôn. Mình chỉ có duy nhất một tip ở phần listening, đó là đừng chỉ bắt keyword. Mình biết nhiều bạn khi nghe thì có thói quen là mindful, chờ keyword chạy qua là tóm ngay chứ không nghe những thứ xung quanh, nhưng mà sự thật là đôi khi đáp án đã nó nằm ở trước hoặc là sau keyword rồi, nên nếu mà chỉ tập trung vào keyword thôi mà đã bỏ lỡ đáp án rồi. Vì thế nên là khi nghe thì bạn nên nghe hết vòng nội dung của bài, vừa để đảm bảo là không bỏ lỡ mất đáp án mà vừa giúp cải thiện kỹ năng nghe của mình rất là nhiều. Nói chung là mình thấy cái phần listening này nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc luyện tập nhiều vậy, chứ không ai giúp hay là sửa cho mình được đâu. Cứ nghe nhiều là sẽ giỏi thôi. Tiếp theo là về reading. Phần này thì có một mối quan hệ rất là mật thiết với phần học từ. Cụ thể là biết càng nhiều từ thì làm reading càng dễ, mà làm reading càng nhiều thì biết càng nhiều từ. Tài liệu ôn thi reading ở trên mạng thì đã rất là bạc ngàn rồi, chỉ cần Google là ra, nên mình sẽ không nhắc nữa. Có nhiều trang cho phép người dùng
làm bài thi ở trên máy ấy và chấm đều ở trên máy luôn, nhưng mà mình thấy như thế rất là khó tập trung để đọc nên mình sẽ in ra giấy và làm trên giấy. Khi đi thi thật thì thời gian dành cho phần luyện là 60 phút nên khi làm ở nhà mình sẽ giờ 45 phút để làm, cố gắng làm hết trong khoảng thời gian đấy và dành 15 phút để thảo luận bài. Vì như các bạn biết thì đề thi IELTS reading luôn có những câu cực kỳ confusing, đọc đi đọc lại vẫn không biết, vẫn không dám chắc là mình đúng hay sai luôn. Việc gặp từ mới khi làm reading cũng là điều không thể tránh khỏi nên là bạn không việc gì phải hoảng loạn, vì thường thì những từ quan trọng trong bài sẽ không quá khó để phán đoán nghĩa đâu. Nếu mà gặp từ mới khi làm reading ấy thì bạn chỉ cần gạch chân lại, cố gắng suy luận xem từ đó có thể mang nghĩa gì và sau đó tiếp tục làm bài xem như không có chuyện gì xảy ra hết. Bao giờ hết giờ làm bài thì mới lấy từ điển ra để tra từ đấy. Làm như thế thì bài thi thử của chúng ta mới không bị gián đoạn. Về phần writing thì mình sẽ trong đề trong task 1 và task 2 của IELTS có những kiểu bài nào thì trong cuốn này sẽ dạy cách làm tất cả những kiểu bài đấy. Về phần task 1 thì cuốn này phải nói là cực kỳ hiệu quả luôn. Đọc xong cuốn này thì đảm bảo là cách nhìn nhận, phân tích và nhóm số liệu của tất cả bạn sẽ được thay ra đổi thịt hoàn toàn luôn đấy. Về task 2 thì cuốn này cũng dạy rất là kỹ từ cách tiếp cận vấn đề, cách hiểu đề, cách mở bài, cách viết thân bài, cách kết bài và các cấu trúc có thể sử dụng trong câu, cách paraphrase, nói chung là rất là kỹ càng. Nhưng mà đỉnh cao nhất của cuốn này vẫn là task 1. Phần task 1 của cuốn này phải nói là cực cực kỳ đỉnh luôn. Lời khuyên của mình ở phần writing đó là đừng cố dùng những từ đao to búa lớn, những cấu trúc phức tạp nếu như bạn không thực sự hiểu chúng. Khi bạn đã master được những từ mà khủng mới đấy thì cũng nên học cách sử dụng chúng thật vừa phải, đừng cố nhồi nhét vào tất cả mọi ngóc ngách trong bài, mà hãy sử dụng chúng ở những vị trí rất đắt giá, những câu kết luận, những câu điểm nhấn thì tổng thể bài sẽ ấn tượng và đắt giá hơn rất là nhiều. Nếu mà bạn không có từ vựng khủng ấy thì bạn cũng không cần phải quá lo lắng, vì bạn có thể học cách trình bày bài để ghi điểm một bài essay mà sử dụng từ vựng đơn giản nhưng cấu trúc rõ ràng, văn phong thông thoáng thì nó cũng tạo thiện cảm hơn rất là nhiều so với những bài nhồi nhét có nhiều từ khủng nhưng mà đọc mãi mình không hiểu ý tác giả muốn truyền tải là gì. Phần writing này thì có rất là nhiều bạn hỏi mình và vì nội dung của nó quá là bao la nên là mình sẽ cố gắng trau dồi thêm và chia sẻ với mọi người cụ thể hơn, chi tiết hơn ở các video hoặc là bài đăng sau. Speaking thì đây là kỹ năng mà để lại cho mình nhiều tiếc nuối nhất. Đáng ra điểm overall của mình có thể đã cao hơn nếu như mình ôn được phần mềm thật là kỹ càng. Đến khoảng 10 ngày trước khi thi thì mình mới bắt đầu tìm hiểu xem 3 phần của bài thi Speaking IELTS có những gì. Ngồi xem các video thi mẫu ở trên YouTube và hẹn thằng bạn được đúng 2 buổi để ra quán cà phê ngồi ôn luyện với nhau. Và tất nhiên như thế là không đủ. Sự thật là mình đã quá chủ quan nên là khi vào phòng thi còn ấp úng rất là nhiều và đôi chỗ không nói được đủ dài. Tuy nhiên thì có một câu chuyện về phần thi speaking mà mình muốn kể cho mọi người, đó là thi cùng đợt với mình có một thằng bạn và một con bạn. Thằng đấy thì chúng tôi speaking nên nói như gió, không hề ấp úng với một chỗ nào luôn. Và khi ra khỏi phòng thì chắc mồm là điểm sẽ cao nhưng mà cuối cùng thì chỉ được có 6.5 speaking, trong khi con kia nó không trúng đề speaking nhưng nó nói năng tự nhiên, có thể ấp ăn của vài chỗ nhưng mà vẫn trôi chảy và có ý, nên được 8.0 speaking và 8.0 overall luôn. Cho nên bài học ở đây là gì? Đừng nên học từ speaking, bởi vì theo mình biết thì tỷ lệ trúng là rất thấp, thì có rất là nhiều đề và kể cả có trúng đề thì nếu giám khảo thấy bạn nói năng quá trôi chảy cũng sẽ xin nghi và có thể cho điểm thấp. Đấy là điều mà mình đã đọc trên mạng rất lâu rồi và được nghe kể rất lâu rồi nhưng mà phải đến bây giờ được tận mắt chứng kiến hai đại bạn của mình thì mình tin là không nên học.
đủ speaking. Như mình biết thì cái giọng điệu cũng không phải là tiêu chí chấm điểm của phần thi speaking, nên không có gì phải lo lắng nếu như giọng bạn không được hay như về bản xứ. Vì đó là điều đương nhiên. Điều bạn cần trau dồi chính là vốn từ và ý ở tất cả mọi lĩnh vực, để dù được hỏi về cái gì thì bạn cũng có thể trả lời nhanh. Điều cuối cùng mà mình muốn nhắn nhủ đó là hãy giữ cho tinh thần là thoải mái cả khi ôn thi và khi đi thi thật. Trong quá trình ôn thi thì học hành quá nhiều sẽ khiến cho đầu óc bị quá tải và làm việc kém hiệu quả, nên là hãy nhớ dành thời gian thư giãn đầy đủ. Khi đi thật thì cũng không nên quá lo lắng mà hãy cứ thoải mái thôi, vì kỳ thi IELTS nó không giống như thi học kỳ hay là thi lên cấp 3. Nếu như điểm lần này chưa hài lòng thì mình có thể thi lại mà, đúng không? Nên là làm gì nào hãy cứ bình tĩnh, tự tin và thể hiện được hết năng lực của mình nha. Chúc cho các bạn có một quá trình ôn thi IELTS thật là thuận lợi và sẽ đạt được số điểm mong muốn. Nếu các bạn thích video này của mình thì hãy bấm subscribe để có thể theo dõi thêm nhiều video của mình trong tương lai nha. Còn nếu như có điểm nào mà các bạn chưa ưng ý thì hãy thẳng thắn góp ý ở dưới phần bình luận và mình hứa là mình sẽ làm hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.